sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật trân trọng kính mời toàn thể quý Phật tử đồng an toàn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch thượng tọa trụ trì chùa An Lạc, kính bạch chư tôn đức tăng, kính thưa quý Phật tử thân mến. Hôm nay lại một lần nữa con được đầy đủ thắng duyên, được sự cho phép của ban tổ chức khóa tu trở về nơi đạo tràng chùa An Lạc sau trận đại dịch khủng hoảng vừa rồi. Lời nói đầu tiên cho phép con cung kính cúi đầu đảnh lễ vấn an sức khỏe của thượng tọa trụ trì cùng chư tôn đức tăng, kính nguyện hồng ân tam bảo hằng gia hộ cho quý ngài pháp thể khinh an, pháp lạc vô biên, hóa duyên vô ngại, để lèo lái con thuyền chánh pháp, đưa chúng sinh đến bờ giải thoát an vui. Thân kính gửi lời chúc sức khỏe an lành đến với toàn thể Phật tử, kính chúc quý vị được vô lượng an lạc, vô lượng cát tường. Nam mô Thường An Lạc Bồ Tát Ma Ha Phật. Kính thưa quý Phật tử thân mến, trải qua trận đại dịch Corona khủng khiếp mà tất cả huynh đệ chúng ta lại có đầy đủ thắng duyên hội ngộ cùng nhau tại đạo tràng này, đó là đại phúc, phải không quý vị? Vì trận đại dịch vừa rồi đã cướp đi không biết bao nhiêu sinh mạng của người, thế mà một số người vẫn còn vững dưng trước những cảnh vô thường, trước những cảnh tang thương diễn ra trong cuộc sống. Là một người học Phật, càng mục kích chứng kiến bao nhiêu sự đổi thay sinh diệt, chúng ta càng tỏ ngộ hơn một kiếp vô thường. Đời người ví tợ hạt sương, sớm còn tối mất, tai ương dãy đầy. Sống hiện tại thân này khó giữ, những nạn tai, những bệnh dữ tơi bời. Đến khi cõi thế tách rời, mộ phần khó thể giữ thời trăm năm. Đời huyễn giả thăng trầm đau khổ, sớm hồi tâm giác ngộ tu hành. Phật dạy dứt ác làm lành, giữ gìn ba nghiệp tịnh thanh hàng ngày. Xin kính gửi lời này đến bạn, chúc mọi người tỏ sáng tự tâm, bồ đề thánh chủng gieo mầm, bờ kia mau đến mê lầm thoát ra. Kính thưa quý Phật tử thân mến, hơn 2 năm trải qua dịch bệnh, và có thể nói là năm rồi là cái năm mà kinh hoàng nhất, phải không quý vị? Hồi con quẹo xe vào bên đây thì con thấy cái bảng màu xanh để nơi bảo quản vùng xanh, cái nhớ chực lại trận đại dịch vừa rồi, cho nên cái bảng vẫn còn nơi bảo quản vùng xanh. Chắc là cái vùng này là cái vùng xanh sạch. Còn biết bao nhiêu chỗ thuộc vùng vàng, vùng đỏ. Biết bao nhiêu cái cảnh thương tâm xảy ra mà không ai ngờ được. Vừa biết là mình bị nhiễm rồi, ở tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiều gia đình Phật tử gọi điện về khóc và nói rằng: cô ơi, cô làm ơn cầu siêu dùm cho ba con. Mới 7 ngày trước ba con được đưa đi đến nơi bệnh viện cách ly để điều trị. Ngài đưa ba con đi thì ba con mang cái ba lô quải còn khoác tay và nói không có sao đâu, tao đi vài bữa tao về. Ai ngờ đi luôn, không có ngày về, không có ngày tái ngộ, mà không có lấy xác về được luôn. Một tháng trời người ta mới đem cái hũ chuyển về nhà và ghi tên họ. Gia đình Phật tử này nói rất là thương tâm, không có nghĩ rằng cha mình chết, mà không nghĩ rằng lại có những cái diễn cảnh xảy ra để chứng kiến cái sự vô thường. Mình nói vô thường mà mình chưa thấy, chưa có một cái
Nhưng mà bây giờ đã thấy được rồi, phải không quý vị? Mà không lo tu nữa, đợi đến khi vô thường thoạt đến, lúc đó chúng ta hối tiếc, ăn năn cũng muộn rồi quý vị. Tích chứa bao nhiêu tiền của tài sản, rốt cuộc một cái lưỡi búa vô thường, một ngọn gió vô thường thổi đến là cuốn trôi hết. Người ra đi để lại những gì đây? Nắm mồ sầu cô độc với cỏ cây, cùng ngày tháng xóa mờ trong quên lãng thôi quý vị. Có khi không lấy được xác, chỉ còn lại một nắm tro tàn. Vậy mà lúc bình thường thì mình ham muốn dục vọng của người ta mà tìm đủ mọi cách để chiếm hữu, chiếm đoạt, chiếm dụng tiền của tài sản, sở hữu vật chất. Cứ nghĩ rằng tích chứa nhiều tiền của tài sản thì mới có được một đời sống hạnh phúc, an vui. Sai rồi quý vị. Thời điểm mà dịch bệnh, mà có thể nói giai đoạn mà khủng hoảng nhất, có tiền không phải mua đồ ăn dễ đâu nha. Có đúng vậy không quý Phật tử? Có tiền mà không mua đồ ăn được. Tụi con ở chùa biết được có những vùng, những nơi mà bị phong tỏa. Lúc đó tụi con có một chuyến xe yêu thương đi khắp nơi hết, mà bản thân con không có đi. Tại sao vậy? Ở chùa con trên 300 cô. Nếu mà con đi về mà con bị nhiễm bệnh một cái là lây hết nguyên chùa. Cho nên nóng ruột dữ lắm. Nóng ruột thấy hoàn cảnh của bà con ở nơi cái vùng đỏ đó, vùng bị phong tỏa, bị giãn cách. Thì tụi con có một cái đội công quả, mấy em này nó làm công quả nhưng mà làm thiện nguyện quý huynh đệ. Và hỏi mấy đứa con có sợ chết không? Cho nên nói ai không chết có gì đâu mà sợ. Nếu mà không chết trước cũng chết sau, không chết bây giờ mai mốt cũng chết. Nhưng mà chết vì mọi người, vì lợi ích chúng sanh thì cái chết đó vinh quang dữ lắm. Sợ rằng không chết vì phụng sự chúng sanh, vì lợi ích cho cộng đồng xã hội, mà chết là vì đam mê dục vọng, chết là vì chạy theo cái bả mồi của danh lợi tình tiền thì cái chết đó nó nhục. Còn cái chết vì chúng sanh, chết vì nhân dân ba tánh thì cái đó cũng rất là diễm phúc. Cho nên nghe mấy em nó nói mạnh dạn như vậy, nói bây giờ có quý Phật tử ở xa gửi tiền về để cho mình ủng hộ cho bà con trong mùa dịch bệnh quá khó khăn này, mua rau củ quả để mà vận chuyển đưa đến tận nơi, nơi cái vùng bị phong tỏa đó. Mấy đứa con có dám đi không? Nói con đi. Vậy mà suốt gần một năm trời mấy em thực hiện, đi thực hành thiện nguyện như vậy, không có bị gì hết. Nhất là giai đoạn mà bị phong tỏa liên tục, giãn cách xã hội, giãn cách toàn xã hội và bị phong tỏa liên tục, mà mấy em nó đi chưa có chích mũi vaccine nào hết. Vậy mà nó đi không có bị gì hết. Ngày nào có ở nhà mà thấy chuyến xe nó lăn bánh đi, nó cũng Nam Mô A Di Đà Phật, cầu Phật, cầu Bồ Tát, cầu Long Thiên Hộ Pháp, Thùy Từ Gia Hộ cho mấy em nó thực hành thiện nguyện được an toàn. Nếu có cái gì thì mình cũng day dứt lắm. Tại vì mình là người chỉ dẫn, chủ đạo cho mấy em nó đi. Mà nếu có việc gì thì gia đình tuy là biết đạo nhưng mà mình cũng khó nói chuyện lắm, phải không quý Phật tử? Vậy mà cũng hơn gần một năm trời các em thực hành thiện nguyện đều yên ổn, không có bị gì cả, và đã góp phần đem lại sự lợi ích rất là nhiều cho nhân dân ba tánh trong lúc này, ở tại tỉnh Đồng Tháp, ở tại tỉnh Vĩnh Long, ở tại nơi khu vực vùng biên giới Campuchia. Thì mấy em nó đi tới nơi luôn. Hôm nay con đến với đạo tràng khóa tu Bát Quan Trai tại chùa An Lạc, được gặp gỡ cùng với toàn thể quý Phật tử nơi đây sau trận đại dịch kinh hoàng vừa rồi. Thì con xin mạn phép mượn lời Phật dạy
để chia sẻ cùng với toàn thể quý Phật tử qua đề tài Tích tài không bằng tích đức. Con chọn chủ đề này bởi vì biết rõ là phàm nhân ở giữa thế gian ai cũng như ai, đều có quan niệm rằng lúc còn trẻ còn sức khỏe tạo ra tiền của tài sản để dành đó, tích chứa đó để tài sản của cải cho con, cho cháu của mình. Có đúng vậy không quý vị? Tích chứa tài sản để lại cho con, cho cháu của mình. Nhưng kính thưa quý vị, con cháu chúng ta tự nó có phước phần, đừng vì con cháu lo gần lo xa. Của tiền vốn thiệt năm nhà, nào đâu bền chắc sao ta bận lòng. Đừng làm cái việc giả tràng xe cát biển đông, vô tình lượn sóng cướp công nhọc nhằn. Trò đời ai có biết chăng, như mây tăng hợp như trăng khuyết tròn. Cái vui ở bên cạnh bà con, vui trong phút chốc có còn dài lâu. Cuộc đời sinh diệt bể dâu, như bọt tụ tán, như sương đầu cành mai. Bọt kia làn gió nhẹ lai, sương kia mặt nhật chiếu ngay rồi đời. Mong manh trong khoảng đất trời, tấm hân bọt nước sương rơi khác nào. Tử thần đến biết làm sao, quẩn quanh biển nghiệp ra vào bến mê. Hôm nay giác ngộ quay về, hồng danh sáu chữ nguyện thề hành y. Tạp duyên sinh hại gác đi, A-di-đà Phật đồng quy lạc thành. Con cháu của chúng ta nó tự có phước phần à, quý vị ơi. Mình đừng vì con cháu mà lo tích chứa tiền của bất chấp thủ đoạn. Miễn sao có tiền có của để lại cho con cho cháu, mà không biết cái điều đó tội hay là phước. Cái của mà chúng ta tạo ra bằng mồ hôi, bằng công sức lao động, bằng nghề nghiệp lương thiện chính đáng mà còn khó giữ gìn, chứ đừng nói cái của phi tài bất chính, phải không quý vị? Vậy mà chúng ta lo tích chứa tiền của tài sản, đâu biết rằng tài thuộc ngũ gia phi ngã hữu, hân quy tứ đại bổn lai không. Tài sản nó thuộc về năm nhà đó quý vị ơi. Nhà gì vậy? Thứ nhất, nhà nước. Một trận hồng thủy lũ lụt sóng thần, có phải là nó cuốn phăng hết không? Nó thuộc về nhà thứ hai, đó là nhà lửa. Một trận hỏa hoạn thiêu hủy không có còn. Nó thuộc về nhà thứ ba, đó là nhà giặc. Gặp phải giặc trộm và giặc cướp tiêu hết. Nó thuộc về nhà thứ tư, đó là nhà con. Gặp đứa con ăn chơi, cờ bạc, xì ke, ma túy, hút chích, cá độ, tán gia bại sản gì nó. Nó thuộc về nhà thứ năm, đó là nhà du quan. Nếu mà mình làm ăn bất chính thì nhà nước tịch thu tài sản, hoặc là không có người thừa kế thì phần tài sản đó nhà nước tịch thu. Đó là lẽ đương nhiên. Thuộc về năm nhà như vậy. Chúng ta do gì cứ nghĩ rằng tiền của tài sản nó bền vững, nó tồn tại, nó ở bên mình mãi, và có được nó mới có được hạnh phúc. Sai rồi quý vị. Có khi chúng ta đang thừa hưởng tài sản vật chất ở thế gian đó, nhưng mà chưa hẳn là người hạnh phúc đâu. Có tiền mà không có hạnh phúc. Nếu chúng ta cứ tham muốn, mong cầu, không biết đủ, không biết chán, thì người đó làm gì có hạnh phúc quý vị. Chỉ khi nào chúng ta luôn bằng lòng biết đủ với những gì mình đang có, và không tham cầu đối với những thứ mình chưa có, thì người ấy mới sống đời hạnh phúc an vui. Còn tham muốn nhiều, đau khổ càng nhiều. Vì lòng tham của con người giống như cái túi không có đáy, không bao nhiêu là đủ, không bao nhiêu là đầy đâu quý vị ơi. Cho nên chủ đề con gửi gắm cho quý vị hôm nay, tích tài không bằng tích đức. Thay vì mình tích chứa tài sản tiền của mà mình biết rõ nó thuộc về năm nhà, nó đâu có bền chắc. Nay nó ở tay người này, mai nó ở tay người khác đó quý vị ơi. Mình còn sống mà mình còn không giữ được, chứ đừng nói là lúc chúng ta nhắm mắt xuôi tay rồi thì của trần ta trả lại cho trần, nhưng bao nhiêu tội lỗi phần mình lãnh riêng đó quý vị. Bây giờ câu hỏi thật quý vị nè. Bao nhiêu năm ở giữa trường đời,
quý vị nào là mua bán nè, tạo dựng công danh sự nghiệp ở đời. Bây giờ quý vị ngoảnh nhìn lại cái khoảng thời gian mấy mươi năm mà mình đã trải qua, có phải là ba chìm bảy nổi chín cái linh đinh không quý vị? Có phải vậy không? Để tạo ra tiền của tài sản, chúng ta phải đổ mồ hôi sôi nước mắt quý vị ơi. Không phải chỉ đổ mồ hôi sôi nước mắt mà còn trăm mưu nghìn kế nữa chứ. Ai đang chạy đuổi trên con đường công danh sự nghiệp ở thế gian để tạo ra tiền của tài sản và nghĩ rằng tích chứa cái tài sản này để hưởng lúc về già, tích chứa tài sản đó để lại cho con, cho cháu, mà bằng tất cả những cái thủ đoạn gian manh, lừa lọc, dối trá, thì ngay bây giờ hãy dừng lại đi quý vị ơi. Bởi vì tất cả những thủ đoạn gian manh, lừa lọc, dối trá đó để có ra tiền của tài sản, những thứ tài sản đó ta không bao giờ gìn giữ được đâu. Đó là cái của phi tài, phi đạo đức mà có, không bao giờ giữ được. Nó cũng rơi vào một trong năm nhà đó thôi quý vị ơi. Nếu không phải bị hỏa hoạn thì cũng bị sóng thần cuốn trôi, lũ lụt cuốn trôi. Mà nếu không bị những thứ đó thì cũng bị giặc trộm, giặc cướp. Nếu không bị giặc trộm, giặc cướp thì coi chừng tên giặc đó ở trong nhà mình, đó là thằng con của mình, nó phá hết, nó làm banh hết. Cho nên quý vị hãy tích chứa cái đức. Tích tài không bằng tích đức, bởi vì có phước, có đức, mặc sức mà hưởng quý vị. Có tài là một điều kiện rất là tốt, nhưng tài chỉ là điều kiện cần phải có, còn đức mới là điều kiện đủ để giúp cho chúng ta sống đời hạnh phúc an vui đó quý vị. Do đó khi xưa Đức Phật có kể một câu chuyện vậy nè, rồi quý vị suy gẫm lại cái ý nghĩa lời Phật dạy qua câu chuyện đó như thế nào. Phật kể rằng ngày xưa có một ông trưởng giả, ông này giàu lắm, ông có tới 4 bà vợ luôn nha. Bà vợ thứ nhất, ông thương yêu lo lắng cho bà ta quần là áo lụa, ăn ngon mặc đẹp, không có thiếu thứ gì hết, muốn gì là đáp ứng cái đó à. Bà vợ thứ hai á thì thiếu bà, ông sống không có nổi, ngày nào cũng phải tò tò có bà bên cạnh. Bà vợ thứ ba thì là giống như là một người bạn, có chuyện vui buồn gì thì ông đều tâm sự chia sẻ cùng với bà ta. Còn bà vợ thứ tư thì ông chẳng có đói hoài nhìn ngó gì tới bà, không có quan tâm gì đến. Một hôm ông trưởng giả này lâm trọng bệnh, biết mình qua không khỏi rồi, gọi 4 bà vợ ngồi 4 góc giường. Ông trưởng giả quay lại nói với bà vợ thứ nhất: bà ơi, lúc tôi còn mạnh khỏe, bình thời thì tôi lo cho bà ăn ngon mặc đẹp không thiếu thứ chi. Bây giờ tôi sắp chết, tôi phải ra đi, bà chuẩn bị chết theo tôi nha. Bà vợ thứ nhất bà mới nói: tôi không có thể nào chết theo ông được đâu, dù ông có lo lắng cho tôi cỡ nào, ăn ngon mặc đẹp, quần là áo lụa, nệm ấm chăn êm, kẻ hậu người hạ, thì ông chết ông đi đường ông, tôi đi đường tôi không thể nào theo ông được. Đó là bà vợ thứ nhất bà nói như thế. Đến bà vợ thứ hai, mỗi ngày đều phải gặp mặt bà, thiếu bà không sống nổi. Đến bây giờ ông trưởng giả nói: bà ơi, tôi sắp chết, bà phải chết theo tôi. Thì bà vợ này bà lại nói ra sao quý vị biết không? Tôi nói thiệt nha, ông chết là tôi theo thằng khác liền đó. Bà này sao bà chanh chua, bà bạc bẽo quá vậy? Ông chết tôi theo người khác đó, tôi không thể nào sống đơn thân vậy đâu, ông chết là tôi theo người khác liền. Còn bà vợ thứ ba, khi nghe ông chồng nói rằng tôi sắp chết, bà đi theo tôi, bà này òa lên khóc và nói rằng: ông ơi, tôi chỉ có thể làm cho ông những việc như sau. Khi ông chết đi rồi, tôi thỉnh chư Tăng đến tụng kinh cầu siêu độ hộ niệm cho ông, rồi 7 tuần thất đó, tôi cúng dường trai tăng làm những công đức phước lành hồi hướng cho ông. Đến ngày giỗ của ông á, thì tôi cúng mâm cao cổ đầy, ông thích ăn cái gì lúc mà xin tiền, thì ngày mà ông chết đi rồi, đám giỗ ông là tôi cúng đủ món hết, ông đừng lo phải chịu đói khát.
Tôi chỉ có thể làm cho ông như thế thôi, chứ không thể nào chết theo ông được. Ông mới quay sang bà vợ thứ tư, chưa kịp hỏi bà ta thì bà này mỉm cười và nói rằng: đừng lo, ông đi tới đâu tôi đi tới đó. Bà vợ thứ tư này nói như vậy xong rồi ông trưởng giả mỉm cười. Hàng ngày thì không bao giờ quan tâm đến bà vợ thứ tư, mà đến lúc này thì bà tình nguyện đi theo ông. Đức Phật kể câu chuyện đó xong và Ngài kết luận rằng tất cả chúng ta đều là ông trưởng giả trong câu chuyện trên. Và ta cũng có bốn bà vợ đó quý vị ơi. Bà vợ thứ nhất là biểu trưng cho cái thân mạng này, cái thân xác này nè. Hằng ngày có phải quý vị lo cho cái thân mình ăn ngon mặc đẹp, có phải vậy không? Chiều chuộng lo lắng cho nó đủ thứ hết. Thậm chí đi chùa sáng cũng phải tuốt cho nó gọn, phải không quý vị? Lo cho nó ăn cái gì cũng phải vừa miệng, ăn cái gì cũng phải là bổ thân, khoái khẩu, bổ thân mình. Mặc cũng phải mặc sang, mặc xịn, mặc đẹp, hợp thời trang. Lo lắng cho nó đủ thứ vậy đó. Nhưng mà khi chúng ta trút hơi thở cuối cùng rồi thì cái thân xác này có mang theo được không quý vị? Hay là nó trả về đất nước gió lửa? Một đốm lửa hồng là thiêu mất mạng, một nắm đất vàng là chôn mất xác. Thân tứ đại trả về cho tứ đại, vì đó là luật vô thường công lệ xưa nay. Nương huyễn thân ta sống tạm cõi trần ai, nhân duyên mãn thân tứ đại trả về tứ đại, quý vị ơi. Cho nên bà vợ này bà mới nói rằng tôi không thể nào đi theo ông được, thân xác này trả về đất nước gió lửa. Bà vợ thứ hai, Đức Phật bảo rằng biểu trưng cho tiền của tài sản, thiếu nó không được nha quý vị. Có phải mở mắt ra lo đi kiếm tiền không? Và cả cuộc đời này chạy đuổi tìm kiếm nó không mà quý vị ơi. Vậy mà nó bạc ơi là nó bạc. Nó bạc đến nỗi mà nó tuyên bố một câu rằng: ông chết đi rồi tôi theo người khác liền đó nha. Đừng nói là chết theo người khác, có khi ta còn sống mà nó cũng bỏ ta nó đi nữa. Cho nên ta nói tiền nó bạc lắm. Nay nó ở tay người này, mai nó ở tay người khác. Và nhà thơ Nguyễn Khuyến đã chê trách đồng tiền qua cái bài thơ như sau: ác bạc chi mi lắm hỡi tiền, mi làm nhân loại hóa ra điên, mi tô mặt nạ đen ra trắng, mi vẽ nhân tình thẳng hóa xiên, mi xui thế giới đâm nhau mãi, ác bạc chi mi lắm hỡi tiền. Nhưng mà tiền nó có ác không? Có không quý vị? Tiền biết xài thì đồng tiền đó hiền giống như là Phật, còn tiền chẳng biết xài thì tiền dữ như là ma. Phật ma chỉ tại người ta, chứ tiền với bạc vốn là vô tri nghe quý vị. Đồng tiền mà quý vị biết tạo ra nó và biết sử dụng nó một đúng cách, đúng ý nghĩa thì đồng tiền đó trở thành đồng tiền khôn, đồng tiền công đức, đồng tiền giá trị, đồng tiền ý nghĩa. Nhưng mà đồng tiền quý vị không biết cách để tạo ra nó, cũng như không biết cách để sử dụng một cách hợp pháp, hợp lý thì đồng tiền đó trở thành một đồng tiền dại, một đồng tiền ma, một đồng tiền độc ác. Cũng là cái đồng tiền thôi, tại sao nó lại mang cái ý nghĩa khác nhau như vậy? Là do gì con người chúng ta tham tiền mà bất chấp hết quý vị ơi, biến mình trở thành một kẻ nô lệ cho nó, rồi đưa cái giá trị của đồng tiền lên cao tột, không có cái thứ gì bằng hết. Có người lại tuyên bố một câu trên đời này không có tiền sao sống. Mấy bà nói hay lắm, thử mấy bà không có tiền thử coi ai coi mình ra gì, sống bằng cách nào đây. Chắc mấy bà mấy cô trong chùa cho nên không cần gì hết, nói rằng tiền nó không có giá trị. Đâu phải nói không có giá trị, nhưng mà cái giá trị của đồng tiền nó có giới hạn, phải không quý vị? Chúng ta nên biết tiền nó có thể giúp cho mình có được một đời sống vật chất sung túc, nhà cao cửa rộng, đầy đủ tiện nghi, nhưng nó bị giới hạn ở chỗ nó không thể nào mua được một cái tổ ấm thân hương,
Có khi ở một trong trong một căn nhà đẹp nhưng mà giống như cảnh địa ngục trần gian, đúng hơn hay không quý vị? Tại vì người trong nhà không có hòa thuận với nhau, tranh chấp với nhau. Người ở trong nhà không có thương yêu thông cảm cho nhau mà cứ gây cấn với nhau hoài. Thì dù cho nhà cao cửa rộng nhưng mà họ đang ở trong cảnh tù ngục đó quý vị ơi. Vì vậy mà nói đồng tiền nó có giới hạn. Nó có thể giúp cho con người một đời sống đầy đủ tiện nghi, nhưng nó không mua được một cái tổ ấm hạnh phúc trong gia đình. Đồng tiền nó có thể giúp cho chúng ta mua được đầy đủ thức ăn ngon nè, đau bệnh thì có thể mua được thuốc men để chữa trị. Nhưng quý vị ơi, nó giới hạn ở chỗ nó không mua được sức khỏe và mạng sống của con người một khi tử thần đến không thể nào đem tiền của ra đút lót để mình được sống, phải không quý vị? Rồi đồng tiền nó có thể giúp cho chúng ta mua được một cái đồng hồ Thụy Sĩ cao cấp, nhưng nó không mua được thời gian, vì thời gian qua đi không bao giờ trở lại được. Nó còn giới hạn nhiều lắm. Vậy mà có người tuyên bố rằng ba ông nha, ông tiên, ông thánh và ông tiền, ba ông này đứng lại thì họ trả lời ông tiền cao hơn đó nghe quý vị. Tiền là tiên, là Phật, là sức bật của lò xo, là thước đo của lòng người, là nụ cười của tuổi trẻ, là sức khỏe của tuổi già, là cái đà của danh vọng, là cái lọng để che thân, là cán cân của công lý. Ôi đồng tiền hết ý luôn. Vì họ đưa cái giá trị của đồng tiền quá cao, cao đến nỗi nó che chắn tầm mắt của con người, khiến cho con người không nhìn thấy đâu là phải, đâu là trái, đâu là tội, đâu là phước, đâu là thiện, đâu là ác, đâu là điều nên làm và đâu là điều không nên làm. Thậm chí bây giờ quý vị chỉ cần lên mạng thông tin, mạng xã hội thôi, một ngày không biết bao nhiêu tin tức thời sự. Tại vì mình tu mình không có theo dõi những tin tức thời sự trong nước và ngoài nước, nội trong nước Việt Nam chúng ta thôi. Qua trận đại dịch rồi, có nhiều người làm ăn thất bại đó quý vị. Rồi người đó buồn bã tự tử quyên sinh. Rồi có nhiều người vì dướng dấp nợ nần, vì đời sống quá là khó khăn, thiếu thốn, giật dọc, cướp bóc, xảy ra rất là nhiều quý vị ơi. Cho nên người tu học Phật Pháp, chúng ta đừng để đồng tiền nó sai sử mình. Đừng để đồng tiền nó biến mình trở thành một kẻ nô lệ, nó dẫn dắt mình vào con đường tội lỗi quý vị. Người xưa sách Nho dạy chúng ta như thế này: tích thơ dĩ vi tử tôn, tử tôn vị tắc năng độc. Nếu như chúng ta tích chứa sách vở để lại cho con cháu của ta, chưa chắc gì nó dở ra nó đọc đâu quý vị. Quý vị đem chứa tiền, chứa vàng để lại cho con cháu, chưa con cháu của mình chưa chắc gì nó biết giữ gìn. Chi bằng chúng ta tích chứa cái âm đức để đời, tuy nó mờ mờ bên trong nhưng mà nó lâu dài, nó không có mất. Tích chứa cái đức, cái nhiều người hỏi đức là cái gì? Tích chứa cái âm đức để làm cái gì? Quý vị nên biết rằng người mà có tài mà không có đức thì nó giống như con diều ở trước gió. Con diều đó có thể gặp gió thuận, nó sẽ bay cao, bay xa. Nhưng mà khi gió lặng, gió dừng, con diều đó nó sẽ lảo đảo rơi xuống đất. Nhưng mà người có tài mà lại có đức nữa thì giống như đôi cánh của một con chim. Con chim nhờ đôi cánh này mà có thể tung mây lướt gió, bay đến một cái phương trời nào nó muốn đến. Thì cái người có tài và có đức cũng vậy. Là người đó chấp cho mình một đôi cánh. Đôi cánh này sẽ giúp cho họ thực hiện những ước mơ quý vị ơi. Những ước mơ đó sẽ trở thành hiện thực nhờ đôi cánh tài năng và đức hạnh. Có bà cụ Phật tử này ở Tiền Giang. Bà cụ cũng để dành ít tiền. Cái bà cụ nói gửi vào trong cái ngân hàng 2 tỷ để lúc về già dưỡng già, có đau yếu bệnh hoạn thì cũng có tiền có bạc dưỡng già, chưa chắc gì con mình nó lo, cho nên thủ trước nha quý vị.
Bản thân mình, nhà cửa, ruộng vườn, tài sản, sự nghiệp gì giao hết, chia tâm, chia tứ cho con, cho cháu hết rồi. Nhưng mà cũng thủ lại mớ cho mình, giấu, không có cho nó biết. Rồi cái bà cụ đi đến chùa, gặp thầy đang xây dựng công trình á, mà 8 tháng trời, cái nền móng chưa xong, không có ai cúng dường hỗ trợ, không đủ kinh phí để làm. Cái thầy than giảng, bà cụ nghe được, cái bà cụ nói: thầy ơi, con thấy con nóng ruột quá, trời mưa xuống mà Phật để ở ngoài che cái mái đậy lại như vậy, con nóng ruột quá. Thôi thì cái tiền con để gửi ngân hàng đó để dưỡng già, thôi con gửi vô cái ngân hàng Cực Lạc hết luôn đi. Tức là con còn gửi ngân hàng là 6 tháng mà đã qua 3 tháng rồi, còn 3 tháng nữa là đáo hạn kỳ. Con sẽ lấy số tiền đó ra cúng dường cho thầy để thầy xây dựng chùa chiền. Con gửi ngân hàng Cực Lạc, tức là hồi hướng Tây Phương trang nghiêm Phật Tịnh Độ. Nhưng mà còn 3 tháng nữa mới đáo hạn kỳ nghe thầy. Thầy cứ kêu vật tư và mướn họ làm đi. Rồi đáo hạn kỳ con rút ra là con cúng dường trọn vẹn cho thầy. Thầy nghe nói cảm ơn bà cụ rất là nhiều, và gọi vật tư mướn họ thật đông để làm cho nhanh cái công trình nó chánh điện cho hoàn thành, để thỉnh Phật vào ăn vị Phật để lo tu hành. Nhưng mà đột nhiên bà cụ này bị nhồi máu cơ tim, và đêm hôm đó đưa bà cụ đi cấp cứu ở bệnh viện Cái Bè. Đi nửa đường bà cụ tắt thở chết. Rồi cái gia đình mới báo tin cho thầy hay, để thỉnh thầy đến tụng kinh cầu siêu độ cho bà. Thầy nghe tin mà bà cụ này mất là thầy chới giới rồi. Thầy biết cái chuyện không ai sẽ đến với mình rồi. Bà cụ này mất rồi, không biết bây giờ tiền vật tư nè, tiền thợ thầy nè. Thầy kêu gọi người ta đến làm đông quá, mà cũng hẹn trong vòng 3 tháng giải quyết hết. Giờ sao đây? Thôi thì nhân duyên như thế nào tính như thế đó. Cho nên mới tuần thất lo chung cất bà cụ xong rồi, tuần thất thứ nhất thầy đến tụng kinh, gia đình con cháu đầy đủ hết. Sau thời kinh đó thầy mới họp mặt hết con cháu của bà cụ, và thầy nói lời hứa của bà cụ lúc bà còn sống. Bà có gửi quỹ tiết kiệm cái sổ là 2 tỷ, và bà hứa: thầy cứ xây dựng đi, con rút tiền ra, cái tiền này là tiền của riêng con dành dụm, cả đời dành dụm để lại để dưỡng già. Thôi gửi ngân hàng Cực Lạc hết để cúng dường xây dựng Tam Bảo. Nhưng hôm nay thầy nói rõ cái tâm nguyện và lời hứa của mẹ của bà, để gia đình này tùy hỷ để mà quyết định. Thì con cháu mới nói đúng, thật đúng như lời thầy nói, là mở tủ lục tất cả những đồ đạc của bà thì có cuốn sổ tiết kiệm, trong đó có 2 tỷ gửi vào ngân hàng. Thôi để qua 7 tuần thất đi, rồi gia đình bàn tính với nhau, rồi cho thầy biết. 7 tuần thất trôi qua, thầy hàng ngày, ngày nào thầy cũng tụng kinh niệm Phật, cầu nguyện cho bà được siêu sanh tịnh độ. Bên cạnh đó, bà ơi, nếu mà bà có linh thiêng thì bà cũng xui sao cho con bà đó, xui dục cho con bà nó phát tâm để nó cúng dường, để cho bà có phước, và cũng giúp cho thầy giải cái số nợ như lời bà đã hứa. Nhưng mà đến khi làm chung thất chi trai tuần cho bà xong rồi, thì con cháu của bà nhóm họp lại và quyết định cúng dường 20 triệu cho công trình xây dựng. Cúng dường 20 triệu, còn nhiêu tỷ mấy đó là nó chia tam chia tứ nữa rồi. Cho nên con thưa với quý Phật tử, cái tình trạng này diễn ra rất là nhiều. Nhiều chùa đó cũng có Phật tử hứa rồi, cái xong rồi cái vô thường đến, vị đó không có hoàn thành tâm nguyện của mình, mà chưa chắc gì con cháu của mình nó thực hành cái tâm nguyện của mình đâu quý vị. Vì sao mà con cháu của bà không làm? Nó tiếc của, số tiền lớn như thế này đâu có dễ gì mà có được, kiếm được. Thôi giờ chia tam chia tứ, chia cho con, cho cháu, cho anh chị em hưởng có đâu, đem vô chùa cúng dường. Nó đâu có phát tâm đâu, nó đâu có biết tạo phước là gì đâu. Cho nên bây giờ quý Phật tử nào muốn làm phước, muốn tạo lại, muốn tích chứa nha cái phước đức, làm liền.
đừng để gì, đừng có hạn nha quý vị, chưa có đáo hạn kỳ đi nữa, kệ, không có lấy lời, chưa đáo hạn kỳ, nếu mà quý vị rút ra thì không có tiền lời, nhưng mà như vậy nếu không được lời thì cũng lấy được cái vốn gửi vào ngân hàng cực lạc. Mà gửi vào ngân hàng cực lạc hay ngân hàng phước báo thì một hạt gieo nhân trăm hạt thâu, một đồng bố thí vạn đồng thâu. Ngân hàng phước báo ta nên gửi lãi suất về sau mãi được thâu đó quý vị. Nếu mà chúng ta nghĩ rằng để lại tích chứa tiền của tài sản cho con cho cháu cũng chưa chắc nữa nha, coi chừng là một mối hiểm họa. Con kể câu chuyện vậy nè. Lần đó có một gia đình Phật tử, bà cụ này đã thọ Bồ Tát tại gia giới trường chai niệm Phật 10 năm rồi. Bà lâm trọng bệnh, nằm trên giường bệnh một tháng trời mà bỏ ăn không có ăn được, thậm chí nước mà đút vô là đút nuốt không được nữa. Thì gia đình đó, bà cũng có cái duyên, một tháng trời nằm như vậy mà gia đình ra chùa hỏi con vậy nè: cô Lan ơi, cô Lan, má con đau bệnh nằm tháng trời không ăn uống gì hết, bữa nay bà ốm như cò ma vậy đó. Nói vậy nha, bà ốm như cò ma vậy đó, mà gia đình con á, bà nằm một chỗ như vậy nó lở tùm lum hết rồi, nó hôi hôi hám dữ lắm, mà con cũng muốn má con phải chịu hành thân hại xác như vậy, làm khổ cho tự thân mà khổ cho con cho cháu nó nuôi mình á, khổ cho nó quá đi, nằm chỗ vậy khổ cho con cháu mà khổ cho bản thân mình. À, cô ơi cô, có một bài kinh nào tụng cho bà đi cho ngọt không? Hỏi gì chứ, có cái bài kinh nào tụng để cho bà mẹ đi cho nó ngọt? Mình nghe mình xót xa vô cùng luôn quý vị. Phải chi đến nói là con biết cái nghiệp không phải là cái nghiệp hiện đời, mà chắc là cái nghiệp nhiều đời nhiều kiếp, mà khiến cho mẹ con bị bệnh hoạn trong giờ phút cuối đời, thấy đau đớn bức bách quá, nằm một chỗ không ăn không uống, con cháu nóng ruột quá, thỉnh quý sư cô đến tụng thời kinh hoặc là làm pháp sám hối cho mẹ con được nhẹ nhàng thân xác. Nói vậy còn nghe được, có một bài kinh nào tụng cho má con đi cho nó ngọt không? Tụng kinh mà tụng cho chết đó, hỏi có một bài kinh nào tụng cho chết đó nghe quý vị. Thì con mới nói đến đó để tụng kinh niệm Phật làm sám hối cho bà, để giúp cho bà chuyển hóa tiêu trừ nghiệp chướng cho nhẹ nhàng thân xác. Con nói vậy rồi cái con mới đến, mà bà cụ này có duyên ơi. Khi con đến là con biết bà cụ này lâu lắm, bà đi chùa mà bà hiền lắm, bà có tấm lòng lắm. Được nãy chuối là bà đem đến chùa để cúng dường Tam Bảo, có cái trái cây gì ngon đầu mùa là bà đem đến cúng dường trước tiên. Cho nên con đến mới vừa khai thị cho bà vài lời cái niệm Phật A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, chưa đầy 15 phút là bà làm cái óc nhẹ nhàng đi, có 15 phút thôi là bà đi liền luôn. Cái này là cái duyên giữa con với bà cụ đó. Cái bà đi mới vừa, bà mới vừa chút hơi thở ở đây là tụi con nhiếp tâm niệm Phật, thấy bà nhẹ nhàng thở cái khì cái rồi nhẹ nhàng đi là mừng cho bà rồi. Nhiếp tâm mà A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, thì bắt đầu con cái của bà đó bắt đầu nó nói chết rồi chết rồi chết rồi, làm vậy nha. Mình ráng mình định tâm lại, mình không không có để ý để lắng nghe mà nó làm ồn lên vậy đó, chết rồi chết rồi chết rồi, xong rồi làm cái éc một cái, quý vị biết cái gì không? Đâm họng con heo. Vừa nghe mình mẹ mình chết rồi cái năm họng heo, làm cái con heo nó làm cái ép một cái nó la lên, làm cho tụi con cũng bủng rủng bờ rời hết. Con mới nháy mắt như thế này là một sư cô bước vô làm sao, nói sao mà bà cụ ăn chay niệm Phật mà đi đâm họng heo, bà mới vừa tắt thở thì gia đình phải lo niệm Phật cho bà, tại sao như vậy? Mấy cô lo làm công việc mấy cô đi, còn tụi tôi làm công việc của tụi tôi mắc mớ gì mấy cô, nói vậy đó. Mấy cô làm việc của mấy cô đi, mấy cô lo tụng tinh kinh niệm Phật, đó là phần của mấy cô. Còn cái chuyện gia đình ta, ta làm gì ta làm, mấy cô không ăn, nhưng mà sớm giềng ta ăn, gia đình ta ăn, cho nên làm thịt để đãi bà con sớm giềng. Rồi xong rồi tụi con ráng niệm Phật cho bà nửa tiếng hồ rồi rút lui, nói không được, khuyên không được, rút lui quý vị. Mà rút lui mà vậy nữa nè,
Bà cụ này bà cụ để lại tài sản 20 công đất ruộng vườn, thì bà để di chúc lại hết rồi, chia cho con trai lớn, con trai thứ hai, thứ ba, thứ tư, con gái út, là bà chia hết rồi. Rồi sau đó để lại là 17 con bò, nghe quý vị. Trong 17 con bò đó, theo tờ di chúc thì bà để là 17 con bò này chia cho thằng hai 1/2 số bò, thằng ba 1/3 số bò, thằng tư 1/9 số bò, còn con gái út là con của người ta, về nhà người ta khỏi hưởng. Vậy đó, trong tờ di chúc bà để vậy. Vậy mà đám con của bà nó dành ăn, để lại tài sản đó nha, nó dành ăn quý Phật tử ơi. Nó đánh lộn với nhau, chén dĩa bay dèo dèo dèo, nó đập đồ đập đạc, nó đốt nhà nữa chứ. Nó dành ăn chia không đều, nó dành ăn. Cái ông hàng xóm ông thấy vậy, hôm qua ông hỏi má bay mới tắt thở, tụi bay làm gì vậy? Cái nó nói tại sao trong tờ di chúc chia không có đồng đều rồi mà bây giờ á, cái ông anh lớn ổng lạm quyền nữa chứ, ổng tham lam nữa. Trong tờ di chúc ổng hưởng được 1/2 số bò, mà 17 con bò là ổng hưởng đó 8 con rưỡi rồi. Vậy mà ông kêu chi cho ổng chẳng 9 con đi, không lẽ đem con bò chặt làm hai. Thì ông, cái ông đó ông cũng tham, 8 con rưỡi rồi giờ đòi 9 con, tại vì nó lẻ. Nhưng mà hai ông em không có chịu, ông là quá sức tưởng tượng rồi, ông tham gì mà tham dữ vậy. Má thương ông, má để lại tài sản cho ông quá nhiều rồi mà bây giờ ông còn tham nữa, 8 con rưỡi là 8 con rưỡi. Cái người con thứ ba nó theo tờ di chúc là hưởng được 1/3 số bò. Nếu mà 18 con chẵn thì 1/3 là được 6 con. Ở đây nó có 17 con bò, 1/3 nó có 5 con mấy. Cái ông này ông nói không lẽ là chia tôi 5 con mấy, nó lẽ thì sao mà chia, thôi cho tôi chẵn 6 con đi. Cái ông anh hai ông nói mày không nhường cho tao mắc gì, tao nhường cho mày 5 con mấy là 5 con mấy à. Còn cái ông em út á, cái ông em á, thì ông này ông nói là tôi là thiệt thòi nhất đó nha, tôi út ác, con trai út mà mình lại bị thiệt thòi. Chiếu theo tờ di chúc thì bà mẹ để lại cho cái người con út này 1/9 số bò. Nếu mà 18 con thì 1/9 số bò thì nó chỉ có 2 con. Đằng này nó có 17 con, cho nên 1/9 số bò nó có 1 con mấy thôi. Cái ông em út này mới nói rằng hai anh nhường cho tôi chẳng 2 con, bởi vì tôi chịu thua chịu thiệt lép rồi đó. Nhường cho tôi chẳng 2 con. Hai ông anh nói mày không nhường cho tao chẳng mắc gì, tao nhường cho mày. Có nhiêu đó mà không chia đồng chia đủ thì nó đánh lộn với nhau, nó đập lộn với nhau, người bể đầu người chảy máu. Cái ông hàng xóm ổng đến ổng nghe câu chuyện đó, ông nói thôi thôi được rồi, tao thấy má bay sai lầm rồi, để lại tài sản, tích chứa tài sản lại cho con mà sai lầm quá rồi, là hiểm họa cho con cháu nó dành ăn. Nhà tao nuôi có một con bò thôi, tao cho tặng cho tụi bay cho chẳng 18 con để dễ chia. Rồi giờ đưa tờ giấy chúc ra của má mày ghi sao đó, đưa ra đây tao đứng tao chia cho, rồi anh em không có cãi giả với nhau nữa. Bây giờ nó chẳng 18 con rồi, ông dẫn quan con bò cho ông cho luôn nha. Giờ theo tờ di chúc thằng hai đâu, mày hưởng được 1/2 số bò, mày bắt ra 9 con đi. Cái ông này ông bắt ra 9 con bò, ông nói vậy mà kêu nó cho tôi 9 con, nó không chịu, nó đòi 8 con rưỡi đó. Rồi chiếu theo tờ di chúc thằng ba đâu, mày hưởng được 1/3 số bò, vậy mày bắt ra 6 con đi. Cái ông này ông nói vậy mà tôi kêu cho tôi 6 con, mấy người này không chịu cho mà đòi 5 con mấy đó, rồi sao chia. À, đó thấy không, thấy ông hai cũng chia rồi đó. 6 con bắt ra, kia 9 con này 6 là nhiêu? 15 con rồi, phải không quý vị? Chiếu theo chờ di chúc thì thằng út, trai út đó, 1/9 số bò, bây giờ nó đã chẳng 18 con, 1/9 số bò mày lấy ra 2 con đi. Rồi lấy ra 2 con thì nãy 9, 6 là 15 với 2 là 17, giờ còn dư lại 1 con. Thiệt má bay tính toán quá hay, nhưng mà cái cách tính toán của má bay quá hay, dư lại trả lại 1 con bò cho tao rồi đó nghe. Tao cho 1 con chẳng là giờ trả lại. Mà má bay tính toán quá hay mà đã trật rồi, đã sai rồi. Tính toán để tích chứa tài sản tiền của lại cho con cho cháu là sai lầm, mà hãy tích chứa cái đạo đức cho con cho cháu. Ông hai ông nói vậy có đúng không quý vị? Đúng. Tích tài không bằng tích đức.
Nếu mà cha mẹ tích chứa cái đức lại cho con cháu, cũng như dạy cho con cháu mình một đời sống đạo đức, chắc chắn sẽ không bao giờ giành ăn đánh lộn, phải không quý vị? Mẹ mình còn nằm đó chưa chôn chưa cất gì hết mà nó đã giành ăn, nó đã đánh lộn rồi. Cho nên quý Phật tử ơi, chúng ta thấy rõ đó, thiếu tiền thì mình sống không được, nhưng mà mình để cho đồng tiền nó sai sử, nó biến mình trở thành một kẻ nô lệ, sống bất nhân bất nghĩa như vậy không xứng đáng đứng trong xã hội của loài người rồi đó quý vị. Và đồng tiền nó bạc bẽo lắm, cho nên cái bà vợ thứ hai này bà tuyên bố rằng ông chết tôi theo người khác đó. Còn cái bà vợ thứ ba, Đức Phật biểu trưng cho ai vậy? Đức Phật biểu trưng cho thân bằng quyến thuộc, cha mẹ, anh em, chồng, vợ, con cháu, có chuyện vui buồn gì có phải là chúng ta thường chia sẻ tâm sự cùng nhau hay không? Nhưng mà đến khi vô thường xuất hiện, người đi kẻ ở, người còn ở lại nhân gian, người đi cách biệt quan sang tuyền đài, âm dương rẽ lối phân hai, mây sầu trăng lặn buồn hai não lòng, chỉ buồn thương tiếc nuối giỏ nhỏ những giọt lệ để tiễn đưa chúng ta đi. Nhưng mà có thể nào chết theo ta, có đi chung đường với ta được hay không? Thưa quý Phật tử, chắc chắn là không. Và chỉ có thể làm cho chúng ta những việc đó là gì? Đó là khi ta chết đi rồi, hỉnh chư tăng đến để tụng kinh cầu siêu độ, làm những việc bố thí cúng dường, phóng sanh, từ thiện để hồi hướng công đức phước lành cho ta. Đó là người có nghĩa, có nhân và biết đạo mới làm điều đó nha. Còn chưa chắc à, thân bằng quyến thuộc, cha mẹ, anh em, chồng, vợ, dù thương yêu cách mấy đi nữa thì chưa chắc gì có thể làm những điều giá trị để hồi hướng công đức phước lành về cho người quá cố đâu quý vị. Thực sự là cũng chưa chắc nữa. Chỉ có những người biết đạo và có được cái tình, cái nghĩa sâu đậm thì mới tạo được những công đức phước lành đó để hồi hướng cho vong linh. Rồi sao nữa quý vị? Mỗi năm đến ngày giỗ thì cúng linh đình, nhưng mà khi sống thì chẳng cho ăn, đến khi chết làm văn tế ruồi. Có đúng vậy không? Ông bà ta nói một câu vậy, sống không có cho ăn mà đến khi chết dọn đầy mâm để tế mấy ông ruồi. Vậy có ý nghĩa gì không? Cho nên cái bà vợ thứ ba này tuy có chuyện vui buồn, ông trưởng giả tâm sự để chỉ cho người thân, cha mẹ, anh em, quyến thuộc của chúng ta. Nhưng khi ta bỏ thân mạng, trút hơi thở cuối cùng ra đi thì những người thân không ai đi chung đường với ta cả. Cha mẹ ân thâm rồi cũng biệt, vợ chồng nghĩa nặng cũng chia ly, tình đời nào khác chim chung ngủ, đại hạn đến thời mạnh ai nấy bay đi thôi. Mỗi người theo nghiệp ra đi, không ai đi chung đường với ta đâu quý huynh đệ. Còn bà vợ thứ tư là ai vậy? Là những hành nghiệp thiện ác mà hằng ngày chúng ta tạo tác. Do gì chúng ta thiếu hiểu biết, cho nên bất chấp thủ đoạn gian manh lừa đảo, giật dọc xảo trá, đủ thứ mánh khóe để tạo ra những nghiệp xấu ác, để có tiền có của, để lo cho gia đình, để tích chứa tài sản sự nghiệp cho con cho cháu. Nhưng đâu biết rằng những sự nghiệp tài sản tiền của đó nó vốn dĩ vô thường không bền chắc, tích tài không bằng tích đức đâu quý vị. Vì có phước có đức mặc sức mà hưởng. Khi nhắm mắt xuôi tai rồi, lúc bình thường không có quan tâm để ý gì tới những hành nghiệp thiện ác, giống như ông trưởng giả không quan tâm để ý đến bà vợ thứ tư. Vậy mà khi ông trưởng giả tuyên chưa nói câu nào, mới vừa quay nhìn bà thì bà đã vội vàng nói rằng ông đi tới đâu tôi đi tới đó. Khi chúng ta nhắm mắt xuôi tai rồi thì quý vị ơi, những hành nghiệp thiện hay ác ta tạo hiện đời, nó là người bạn trung thành theo chúng ta như là hình với bóng vậy đó. Vậy thì tại sao chúng ta không nhận rõ điều này để tạo cho mình nhiều nghiệp thiện lành, tích chứa vung bồi công đức phước lành thật nhiều nha quý vị. Chứ đừng tích chứa tiền bạc, tài sản, cái đó mình bỏ lại hết à, không có mang theo được đâu. Mà hãy nên lấy cái giả đổi cái thật,
mà hãy nên tích lũy công đức phước lành. Nói đến đây thì con nhớ đến cái câu chuyện. Câu chuyện này dân gian có câu: ai ơi có đến nhà bè, nhớ ơn cơm gạo bè tre thủ huồng. Ai ơi có đến nhà bè thì nhớ cái ơn nào là cho cơm cho gạo bè tre thủ huồng. Tại sao dân gian có câu nói đó? Là tại vì có ông thủ huồng, ông tên gọi là Võ Hữu Hoằng. Ông làm quan thơ lại, ông viết lách, dùng ngòi bút của mình viết lách, và có khi trắng ông đổi thành đen, đen ông tô sao cho nó thành trắng, ông xóa thì sao cho nó thành trắng, còn trắng ông tô thành đen. Dùng cái ngòi bút của mình để tham ô dơ dép, tham nhũng, để dơ dép của ba gia ba tánh, để mưu cầu lợi dưỡng cho bản thân mình, tích chứa tài sản nhưng mà không có con. Ông lại cho dai, mà cho dai nặng lãi dữ lắm. Một hôm do gì vợ của ông mất, ông thương vợ dữ lắm. Một hôm nọ ông đi làm về, cái ông nhớ bà vợ quá. Trời mưa nữa, rỉ rả bên ngoài, thì ông càng nhớ những kỷ niệm êm đềm của những ngày xưa ấy. Những hình bóng lúc mà ông đi về, đi làm về, bà vợ chăm sóc cho ông chu đáo như thế nào, bây giờ ông nhớ mồn một, không thể nào quên được hình bóng của người vợ cũ. Cái ông bỏ ăn ngày hôm đó, ông vào phòng, ông nằm trăn trở, nước mắt chảy ra vì nhớ vợ. Rồi cái ông nằm cái ngủ quên thiếp đi, lúc nửa đêm ông chim bao, ông thấy bà vợ về nắm tay ông dẫn đi, mà tưởng bà dẫn đi chơi du lịch ở đâu, ai ngờ bà dẫn ông xuống dưới cảnh giới địa ngục. Quý vị ơi, ông thấy nào là vạc dầu, lò lửa, núi đao, rừng kiếm, chảo dầu. Tự nhiên dẫn ông đi ngang qua một cái chảo dầu thiệt là lớn, nó sôi sùng sục, mà không có tội nhân nào trong đó, không có người nào trong đó, mà để cái bản trần dần, đây là nơi hành hình của tên vô lại Võ Hữu Hoằng, trúng phốc ngay cái tên mình. Đây là nơi hành hình của cái người tên là Võ Hữu Hoằng. Ông vừa thấy tên ổng vậy, ông sợ người ta phát hiện, ông co giò mà ông chạy. Ông buông tay bà vợ, ông chạy luôn. Lúc này là không còn nắm tay vợ nữa đâu nha. Buông tay bà vợ, sợ quá, sợ người ta bắt. Bắt mình hành hình vào trong cái chảo dầu đó, có tên của mình trong đó. Trong chim bao mà ông thấy ông co giò, ông chạy, mà ông chạy thục mạng luôn. Đến khi ông giật mình hoảng hốt thì mới biết mình vừa trải qua một cơn ác mộng. Mộng thôi, không phải thật quý vị. Và ông nhớ mồn một cái cảnh tượng trong chim bao. Ông đi ngang qua cái cảnh mà người ta hành hình tội nhân, rên la, kêu thảm thiết luôn. Ông thấy sợ quá. Và một chảo dầu sôi sùng sục mà để tên ông như vậy, và ông nhớ đến những hành nghiệp tạo tác hiện đời của mình là ông sợ rồi. Sợ hãi kinh hoàng rồi. Chắc chắn rơi vào, nếu chết rơi vào cảnh giới địa ngục hành hình. Cái ông hồi tâm hướng thiện mấy vị. Ông hồi tâm hướng thiện, tiền của mà ông tích chứa, tài sản mà ông tích chứa bấy lâu nay, ông đem ra ông xây chùa. Ông xây cái ngôi chùa ở Biên Hòa, Đồng Nai. Cái ngôi chùa đó ngày xưa có tên gọi là ngôi chùa Thủ Huồng, để lấy tên ông đó. Nhưng mà bây giờ có tên gọi là ngôi chùa Chúc Thọ ở thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Rồi ông bắt cầu, ông đúc chuông, ông làm những việc từ thiện xã hội, ông làm những việc công ích rất là nhiều, đem hết tiền của tài sản mà bao nhiêu năm ông tạo ra bằng nghề nghiệp bất chánh đó, đồng tiền nó không có trong sạch đó, ông đem ông làm bố thí cúng dường, làm những điều công ích hết, xây cầu bắc lộ. Sau khi ông chết rồi, quý vị biết không, có một cái vị vua ở đời nhà Thanh vào khoảng năm 1700 mấy đó, vua đó gọi là vua Đạo Quang. Khi ông vua Đạo Quang sanh ra, trong lòng bàn tay của ông vua có hàng chữ. Hàng chữ đó gọi là Đại Nam Gia Định Thủ Huồng. Đại Nam là tên gọi của nước An Nam chúng ta ngày xưa, đó là nước Việt Nam đây. Và Gia Định là cái xứ Gia Định, Thủ Huồng là tên của người, còn Gia Định là tên của bản xứ, tên của địa phương.
Thì ông vua Đạo Quang lên ngôi, ông mới sai sứ giả đi sang Việt Nam chúng ta đó, đến cái xứ Gia Định hỏi về lai lịch của ông Thủ Huồng. Người ta mới kể lại lai lịch của ông Thủ Huồng. Ban đầu ông làm những chuyện xấu ác, mà sau này ông đã tích đức làm thiện. Và nghe xong rồi thì vua Đạo Quang mới biết đời trước của mình vốn là ông Thủ Huồng, và nhờ cái phước báo biết tu nhân tích đức, tích lũy những công đức phước lành trong quãng đời còn lại của mình hồi tâm hướng thiện đó, mà biết tích đức đó, do cái phước đức đó mà ông sanh lại làm vua ở Trung Quốc, quý vị ơi. Cho nên có một nhà giáo ở tỉnh Cần Thơ mới nghe lại câu chuyện của ông Thủ Huồng, mới làm bài thơ như thế này: luân hồi nhân quả trả vai luôn, đáng kể làm gương có Thủ Huồng. Cho nợ nặng lời diêm chúa giận, kiếm tiền bất chính thế nhân buồn. Xây cầu bắc lộ ân nghìn ức, bố thí cúng dường đức vạn muôn. Còn có đạo quan tâm thế Phật, kiếm tiền chính nghĩa nhớ nên luôn. Đó là bài thơ của nhà giáo tóm tắt lại câu chuyện còn có đạo quan tâm thế Phật là sao. Vua Đạo Quang khi nghe được cái lai lịch, người sứ giả kể lại cái lai lịch của mình là đời trước là ông Thủ Huồng, hay là xây chùa, xây ngôi chùa Chúc Thọ và bắt cầu đắp lộ đó, được phước báo mà được làm vua. Cho nên vua Đạo Quang mới gửi 3 bức tượng tam thế Phật cúng dường cho ngôi chùa Chúc Thọ ở thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, bây giờ vẫn còn. Cho nên nói còn có đạo quang tam thế Phật, kiếm tiền chính nghĩa nhớ nên luôn nha. Đừng vì đồng tiền mà chúng ta làm những chuyện phi nghĩa, phi nhân. Rốt cuộc tiền của tài sản dù cho chúng ta có tích chứa một đời cũng không mang theo được. Nó thuộc về năm nhà, không mang theo được, không tồn tại, không bền vững. Chi bằng tích chứa cái đức. Tích đức ở đây có nghĩa là tích lũy công đức và phước đức. Quý Phật tử muốn tích đức không? Tích đức làm gì giờ? Tích đức bây giờ quý vị làm như thế nào mới gọi là tích đức? Tích đức là nói tắt đó, chứ nói đủ nghĩa là tích lũy công đức và phước đức. Nếu quý vị muốn tích lũy cái phước đức thì thực tập chia sẻ, ban tặng cho đi, bố thí và cúng dường nha. Bố thí và cúng dường, ban tặng cho đi là phương cách để tích đức, tích cái phước đức. Còn nếu mà quý vị muốn tích tạo cái công đức đó thì không có cái công đức nào bằng công đức niệm Phật, quý vị ơi. Muốn tích lũy cái công đức thì kính khuyên quý vị niệm Phật A Di Đà, công đức lớn lắm. Ngài Tỉnh Nam Đại Sư, ngài có nói như sau. Ngài nói rằng bố thí cả trăm năm nha. Hôm nay mà quý vị bố thí cả trăm năm thì không bằng chúng ta trì danh hiệu Phật, không bằng chúng ta trì danh hiệu Phật. Chân thật phát Bồ Đề tâm trong một niệm còn hơn tu hành muôn vạn kiếp. Bố thí 100 năm không bằng chân thật phát tâm Bồ Đề mà niệm Phật A Di Đà. Cái này gọi là công đức vô lượng vô biên luôn. Hồng danh của Phật, công đức vô lượng vô biên. Còn quý vị muốn tích chứa cái phước đức thì phát tâm bố thí cúng dường, làm thiện làm lành, tránh xa những điều xấu ác, mọi hoàn cảnh không làm bất thiện, dầu khó khăn phát triển hạnh lành, nhìn tâm giữ ý tịnh thanh, là lời Phật dạy đành rành xưa nay. Hãy thực hành theo đây để tích lũy cái công đức và phước đức, rồi thực tập bố thí cho đi. Người ta thường nói rằng hạnh phúc trên cuộc đời này là mình có nhiều tiền của tài sản, chưa hẳn như vậy đâu. Mà hạnh phúc nhất trên cuộc đời này đó là sự ban tặng, là sự cho đi, chứ không phải sự thâu nhận lại đâu quý huynh đệ. Khi chúng ta cho đi, cõi lòng của mình rộng mở, ban tặng hạnh phúc
Niềm vui đến với tha nhân, đó chính là cách gieo mầm hạnh phúc cho mình. Tích chứa cái đức này quý vị xài hoài, xài mãi mà không hết. Giống như tiền của mà quý vị gửi vào ngân hàng vậy đó. Nhờ mình gửi vào cái ngân hàng phước đức đó mà quý vị hưởng hoài, hưởng mãi, mà cái phước của mình nó không có bị cùng kiệt, không có bị hết quý vị. Còn bây giờ phước dù đến tận trời xanh nhưng mà hưởng hoài, hưởng mãi, không biết tu tạo nữa thì nó cũng hết nè. Nhớ điều đó nghe quý vị. Hãy tích đức, tu tạo cái phước đức thật là nhiều, tu tạo công đức thật là nhiều. Và tu tạo những công đức phước đức đó, chúng ta không mong cầu hưởng phước báo ở cõi người, cõi trời, đời này, đời sau. Vẫn còn phải sanh tử luân hồi trong ba cõi sáu đường. Cái niềm an vui hạnh phúc đó mong manh lắm quý vị. Mà chúng ta đem những công đức phước đức mình tích tạo hiện đời hồi hướng đạo Bồ Đề đi quý vị. Trong kinh Địa Tạng dạy chúng ta hãy hồi hướng đạo Bồ Đề. Người tu tịnh độ thì hồi hướng Tây Phương trang nghiêm tịnh Phật tịnh độ đó. Con chỉ một đời này mong cầu sanh về cảnh giới của chư Phật, sanh về cảnh tịnh độ Tây Phương của Đức Phật A-di-đà để hết khổ được vui, không còn sanh tử luân hồi nữa. Bao nhiêu công đức phước đức vô biên, nguyện xin hồi hướng về miền Lạc Bang. Được không quý vị? Còn nếu mà quý vị ai mà tích chứa tiền của tài sản thì con nói coi chừng quả đó nha. Nói như vậy, cái một số người nói tại vì mấy bà suối cho cha, cho mẹ, cho ông, cho bà tôi đem đến chùa để cúng dường để mấy ông, mấy bà hưởng chứ gì. Không phải nói mà để đem đến chùa cúng dường cho quý thầy, quý cô hưởng đâu. Mà nói đây là sự thật. Tích chứa tài sản tiền của để lại cho con, cho cháu chưa hẳn là cái phúc mà có khi còn là cái quả. Chi bằng tích chứa cái đức đi quý vị ơi. Con kể câu chuyện vào đời nhà Minh ở bên Trung Quốc. Có một cái vị quan nọ tên gọi là Vương Trung Thừa. Ông này cũng làm quan rất là thanh liêm. Và ông làm quan thanh tra về thuế vụ. Vậy mà ông thanh liêm lắm. Năm đó sau khi tổng kết lại tiền mà thu thuế đó, sao bỗng dưng cộng đi tính ra, tính đi cộng trừ nhân chia sao mà nó dư lại là 1.000 lượng bạc. 1.000 lượng bạc như vậy. Thì người bạn chí thân của ổng nói sổ sách đàng hoàng, tính đi tính lại thì cũng dư ra 1.000 lượng bạc. Thì cái phần đó không phải là ông là tham ô gì, không phải là tham ô, mà nó dư ra cái phần đó thì chắc là trời cho ông rồi. Không hưởng đi, và ông để lại nuôi con cháu của mình, cho con cháu của mình nuôi dưỡng cho nó ăn học. Chứ bây giờ đồng lương của ông mà ông là liêm chính quá, cho nên đồng lương của ông chỉ đủ xài, đâu có dư giả để cho con mình tạo dựng sự nghiệp, để thăng tiến công danh. Thôi thì bây giờ ông lấy cái phần đó đó, phần tiền mà nó dư ra đó, tính sổ sách xong rồi, phần tiền dư ra đó thì chắc trời cho mình, chứ tự nhiên sao mà nó dư vậy. Thì ông lấy tiền đó ông làm của riêng của mình xài đi, rồi để lại cho con cháu mình, làm tích chứa tài sản cho con cháu. Cái ông nói nếu mà ông làm cái việc đó thì giống như một người nha, 30 năm trời, tại vì ông làm quan 30 năm, 30 năm trời không dám ăn, không dám xài tiền của đó, để cho con mình nó đốt hết, cho con, cho cháu mình nó đốt hết. Tức là ông nói rằng 30 năm trời ông tích chứa cái đức đó để lại cho con, cho cháu, mà bây giờ làm một cái chuyện này thì công lao 30 năm trời giống như người không dám ăn, không dám xài, tích lũy tiền của tài sản rồi để cho con cháu của mình nó đốt, nó thiêu hủy hết. Thiêu hủy đây có nghĩa là thiêu hủy công đức và phước đức. Nhớ nghe quý Phật tử, đừng vì đồng tiền mà chúng ta bán rẻ nhân cách đạo đức của một con người. 100 năm bia đá vẫn mòn, 1.000 năm bia miệng vẫn còn trơ trơ đó quý vị. Qua câu chuyện của ông Dương Trung Thừa, về quý vị ơi, ông thâm liêm một đời cũng dạy con mình y hệt như thế. Sau này con cháu của ông 9 đời đỗ đạt công danh đó quý vị.
Chính đời như vậy đỗ đạt công danh là nhờ cái gì? Nhờ tích đức, không phải tích tài mà là tích đức đó. Thì con kính gửi một lời khuyên toàn thể quý Phật tử, những người cư sĩ tại gia, cả cuộc đời của quý vị đã nhọc nhằn gian khổ, tích chứa tiền của tài sản, khi quý vị đã giao lại cho con cháu phần nào rồi, còn cái phần dư lại sót lại để mình giữ cho mình đó, gửi vào ngân hàng phước báo, làm những điều giá trị ý nghĩa cho cuộc đời đi quý vị. Bởi vì vô thường đến mình không biết lúc nào, không chờ, không đợi, không hẹn nữa. Chỉ có phước, có đức mới mang theo được. Cho nên một hôm một vị thiên tử đi đến tịnh xá Kỳ Hoàng đảnh lễ Đức Phật, hỏi: Bạch Đức Thế Tôn, có một loại tài sản nào mà không bị lửa thiêu? Có loại tài sản nào không bị nước cuốn trôi? Có loại tài sản nào không bị giặc trộm cướp? Có loại tài sản nào không bị con phá hoại? Có loại tài sản nào không bị vua quan tịch thu, có hay không? Đức Phật trả lời: có. Có một loại tài sản mà năm nhà nước lửa giặc con và vua quan không thể nào chiếm đoạt, chiếm hữu được. Phước nước không thể cuốn trôi, phước lửa không thể thiêu, phước giặc không thể trộm cướp, phước con không thể phá tán, phước vua quan không thể tịch thu được. Và phước chính là một loại tài sản bất hoại. Hãy tu phước, tích phước thật là nhiều. Và tích chứa những cái phước đức đó rồi, quý vị còn tu tạo để tích chứa công đức, để hướng tâm cầu đạo giải thoát nha quý vị. Chứ không mong cầu cái phước hữu lậu của cõi người, cõi trời, đời này, đời sau, mà chỉ cầu mau chóng chứng thành Phật đạo để cứu độ chúng sanh. Được không quý vị? Và giờ phút này xin cung thỉnh Thầy trân trọng kính mời toàn thể quý Phật tử đồng hồi hướng. Nguyện Thầy